Ai đó? Tôi là cự nè, cho xin miếng nước. Trời, tôi cứ tưởng ai. Nước để trên bàn đó, anh vô uống đi. Nhìn cô vậy, làm sao mà tụi nó không động lòng cho được. Hay là vậy đi ha, cô xin cho tôi một đứa con trai đi. Tôi sẽ cưới cô về làm vợ bé. Cô chịu tôi đi, tôi sẽ bảo vệ cho cô. Bảo đảm ở trong cái làng này không có thằng nào mà dám đụng tới cô á. Anh Cự, anh nói bậy cái gì vậy? Tôi với vợ anh là bạn thân đó. Thân ai nấy lo. Quên con én đi, nó không có biết đẻ con trai, suốt ngày chỉ biết than vãn thôi. Tôi lấy các về, tôi sẽ thương các nhiều hơn. Chịu tôi đi ha. Anh Cự, anh đi làm bậy đó. Tôi mé con én đó. Chịu tôi. Tránh ra, anh ra khỏi nhà tôi chưa? Anh Cự, thả tôi ra. Cứu tôi với. Thả tôi ra. Cứu tôi với. Tránh ra. Tránh ra. Cứu tôi với. Thả ra. Cứu tôi với. Buông ra. Buông ra ông Cự. Ông điên hả? Bạn tôi bị tật nguyền, ông cũng không tha nữa. Ông làm cái gì vậy? Mày hả? Cũng tại vì mày, mày không đẻ được con trai, tao mới đi kiếm người khác. Mày dám chửi tao hả mày? Em, mày có sao không em? Trời ơi, mặt mũi nào mà tôi còn nhìn hàng xóm nữa. Mặt mũi không gì? Ngon thì giết tôi luôn đi. Mày không đẻ được con trai. Trời ơi, trời ơi, buông ra. Trời ơi, mày làm cái gì vậy hả? Chị đó, cái gì vậy chị đó? Mày làm gì con khác hả? Chị ơi, chị đánh chết ông. Hai đứa con mồ côi gì ơi. Ông này ông sàm sỡ con chó này nè. Vậy thương với nhau đó. Vô ca không? Trời ơi, cái thằng này nó tệ ghê đó. Hai đứa là bạn. Mày làm gì vậy hả? Lấy đi. Tao không đánh mày. Cười mày hả mày? Tao lôi mày lên công an mới vừa. Mày làm gì con cá vậy hả? Mày làm gì? Trời đất ơi là trời. Chòm xóm láng giềng với nhau không mà mày đỡ lòng nào làm chuyện tồi tệ vậy hả mày? Mày ơi, đẹp đúng rồi đó. Đưa nó lên công an để giải quyết đi. Cái thứ hả? Cưỡng hiếp người ta. Cho tụi một con đi. Thứ khốn nạn à. Con cá với con én là bạn thân, vậy mà cũng chồm chàn với nhau cho được à? Đúng rồi, cho nó vô tù là vừa rồi đó. Nạn quá. Tha cho con. Dì, mày xuống mày. Dì, tha cho con. Tại con sai quá, con không kịp chế được. Trời, con không dám nữa đâu. Không dám nữa. Trời ơi. Mày đó. Hả? Đốc rượu cho cố vô rồi thành điên khùng vậy hả? Đánh vợ đánh còn chưa đủ, còn hãm hại hàng xóm nữa. Cái thứ như mày vậy hả? Đi tù cải tạo mới vừa. Ổng ở tù ai nuôi mấy đứa nhỏ hả chị? Chị tha cho ổng một lần đi dì. Cát, mày nói một tiếng đi Cát. Tao biết chồng tao có lỗi với mày. Mày thương tao, thương hai đứa nhỏ. Mày nói giùm tao một tiếng đi Cát. Tao năn nỉ mày á. Thôi đi mẹ, đừng thưa kiện làm gì. Tội nghiệp con én với mấy đứa nhỏ. Trời ơi, con tôi sinh ra đã thiệt thòi rồi. Tại sao mấy người không thương cho hoàn cảnh của nó mà đối xử với nó như vậy chứ? Mày nghe nè, đừng bao giờ tái phạm lần thứ hai nữa nghe chưa? Dạ. Chồng xong với nhau phải thương yêu giúp đỡ nhau, mà đỡ lòng nào mày hại nhau vậy? Mày đi không? Đi, đi về đi. Trời ơi, Cát ơi, tao xin lỗi mày. Tao xin lỗi mày Cát ơi.